chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 89 86 88 để sử dụng sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Siêu dễ. Thế có khi đâu. Ủa sao lắm thế.
Nhiều thế. Thôi đủ hết, đủ hết. Từ từ. Bây giờ mỏi hết cả tay rồi. Bây giờ có một cái chưa này. Cho nó thơm nhỉ, vàng vàng ấy. Thôi nhưng mà, nhưng mà. Xong rồi ạ. Thôi, mình phải đi rồi. Đây, đây người này là người nào? Đi, tháo hồ. Sau một lúc vất vả, không phải một lúc, rất là lâu. Anh em cả tôi đã chuẩn bị đủ đồ. Đây. Lợn. Sữa. Đấy, mày thấy anh bóp ác không? Bóp nó phải như anh mới được nhiều sữa. Mày. Em bóp vậy. Mày bóp, bóp vú. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện món gọi là lợn luộc sữa. Không biết là nó sẽ như nào, anh em theo dõi nhé. Cho nó vào đây. Vâng, đây là món lợn sữa. Nhưng mà thêm cả sữa nữa. Nó gọi là double sữa. Lợn sữa sữa. Lợn ngỏm sữa. Từ đi. Ôi xôi. Được đấy, lấy vung, lấy vung. Cái này có mà ăn gì dễ. Tào Tháo. Tào Tháo đuổi. Nào. Lợn sữa sữa. Sữa sữa là nào? Đây, cho khán giả xem. Lợn đang tắm trắng. Lợn sữa sữa. Biết là con này vàng nhưng mà phải lấy sữa phải tắm trắng cho nó hiểu. Ai bảo mày đen? Rồi, anh em chờ đợi nhá. Úi trời ơi, chị ơi, chị ui. Phê. Phê. Nào. Ây. Lòng hết cả chân nó ra rồi. Ngồi thế. Công đoạn tắm trắng đã xong, bây giờ đến công đoạn vào mù. Ây da. Chúng ta đổ vào chân nhé. Đổ vớt nước, à đâu. Đổ vớt sữa đi. Wow. Đắng này. Không, anh kiếm tưởng anh bảo để uống. Ơ nhỉ, biết thế thì là tắm nhỉ. Ừ. Lợn tắm trắng. Món lợn tắm trắng. Lợn đó. Lợn thì nào. Ôi giời. Tí nữa thì nó trôi ra đất. Wow. Anh em thấy phê không? Phê. Cải răng. À. Ê. À, ra đây. Bánh chén. Lên mồm. Úi, chị chọn ăn luôn ở đây. Wow. Mùi toàn sữa bọ. Hôi lắm. Mùi sữa bọ, hôi thật. Này, anh không cho vận cả lông tai nó này. Úi, trời. Vừa ẩm thực kệ bẩn. Ẩm thực vừa bẩn lại còn vừa tao tháo đuổi. Ôi. Chén ơi.
Ui dồi, nóng quá. Em đi. Mời mời cả nhà. Tí nữa đi. Em còn đấy, ông ta sẽ đuổi chết đấy. Thử miếng này. Thơm. Thơm nhưng mà nó mùi sữa nó kiểu gì ấy. Ngấy lơi vậy. Chưa có bị gì. Cắn nhỏ quá. Từ đó em bị đái đó. Răng vẫn còn này. Lợn chả có răng. Đây, tần lông, tần lá. Thử miếng đi. Em đi thử miếng á. Giấy tay lợn này. Kinh mê trường. Lông miếng chui có hết đó. Chịu. Hôi bây giờ không ăn được rồi, bị dạ rồi, mất con lợn ngon rồi. Mất tay mấy bao nhiêu lít sữa em vắt đấy. Anh vắt. Bây giờ là thử miếng đi, cắn thử miếng cho cảm giác cho khán giả xem. Anh ăn thử rồi. Có vị gì? Nó vẫn bình thường nhưng mà nó hùi. Hôm nay ẩm thực thất bại rồi. Ẩm thực cho chó. Nhìn rất là ngon này. Dở này. Nhưng mà cái mùi sữa uống được mà nhưng mà thí là con thức ăn không thể nuốt được. Cố nuốt xem. Ê, anh ăn cái giấy tai này. Giấy tai cái lông này. Nói gì? Mì dại mất con lợn ngon à? Ý là con lợn ngon này em bảo anh nướng không nướng? Không ăn được. Cứ tưởng sữa này. Ăn vào nó vẫn cảm giác thịt lợn nhưng mà vào đến đây là cái mùi hôi sữa bên kia nó sốc. Anh làm ẩm thực tần biếu cái con đấy này, con rách này anh ấy. Không ăn được. Các bạn nhìn ngon tuyệt vời nhưng mà cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamativi 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hoạt chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamativi nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt, hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da nha mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. Đó. Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nha.
ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên màn, để trên góc phải màn hình nhá, hoặc là nhắn tin vào fanpage Tama TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.